vicino. Song sinh có dấu vân tay không giống nhau. Có thể bạn nghĩ rằng các cặp song sinh giống nhau như đúc, có gần như là cùng một DNA nên họ cũng phải có dấu vân tay giống hệt nhau. Nhưng đó không phải là sự thật. Dấu vân tay không chỉ được tạo ra dựa trên DNA. Khi bắt đầu hình thành vân tay, các cặp song sinh có dấu vân tay giống nhau. Nhưng từ tuần thứ 6 đến tuần thứ 13 của thai kỳ thì những đứa trẻ bắt đầu cựa quậy trong bụng mẹ và chạm tay vào màng túi nước ối, làm hình thành những đường vân tay khác nhau và độc nhất của riêng chúng. Song sinh có rốn không giống nhau. Rốn không phải là do di truyền mà là vết sẹo được tạo ra khi cắt dây rốn sau khi sinh. Vì thế cũng giống trường hợp vân tay, các cặp song sinh cũng không có rốn giống nhau. Song sinh có đặc điểm không đối xứng đảo ngược. Theo trang báo About.com, trong một cặp song sinh có thể có một người thuận tay trái và người còn lại thuận tay phải. Những vết bớt của họ cũng nằm ở vị trí đối diện nhau trên cơ thể, hoặc những xoáy trên đầu cũng cuộn theo hướng ngược nhau. Điều này xảy ra khi các cặp song sinh tách ra từ một trứng đã thụ tinh nhiều hơn một tuần. Trường hợp này chiếm khoảng 25%. Song sinh không phải lúc nào cũng có gen giống nhau. Mặc dù những cặp song sinh giống nhau như đúc được sinh ra từ cùng một trứng, có chứa một bộ hướng dẫn di truyền duy nhất hay còn được gọi là bộ gen, thì vẫn có những cặp song sinh có khác biệt lớn về mặt di truyền. Nhà di truyền học Carl Bruder của trường đại học Alabama tại Birmingham đã nghiên cứu bộ gen của 19 cặp song sinh và phát hiện ra rằng trong một vài cặp song sinh, số bản sao gen của một trong hai người sinh đôi là khác nhau. Thông thường, mỗi người có hai bản sao gen, mỗi bản sao được di truyền từ bố và mẹ. Nhưng Bruder giải thích rằng có các vùng trong bộ gen khác với quy tắc hai bản sao, những vùng này có thể có 0 đến 14 bản sao mỗi gen. Song sinh có thể có những người cha khác nhau. Năm 2009, một người phụ nữ tên Mia Washington đã sinh cặp song sinh có cha khác nhau, một trường hợp rất hiếm có. Tiến sĩ Hilda Hutchison, giáo sư lâm sàng về sản khoa và phụ khoa tại Đại học Columbia giải thích, thông thường một người phụ nữ chỉ rụng một trứng trong một tháng, nhưng Washington lại rụng hai trứng và quan hệ tình dục với hai người đàn ông khác nhau trong vòng 5 ngày. Vì tinh trùng vẫn có thể sống trong đường sinh dục một thời gian dài, nên tinh trùng của mỗi người đàn ông đã thụ tinh trong mỗi trứng. Vì vậy mà hai đứa trẻ sinh đôi có hai người cha. Song sinh có thể không thụ thai cùng ngày. Khi một phụ nữ đã mang thai, vẫn tiếp tục có kinh nguyệt, thì phôi thai thứ hai sẽ được hình thành. Thai nhi thụ thai sau thường là đẻ non, còn thai nhi thụ thai trước vẫn được sinh ra bình thường. Những đứa trẻ này ở trong cùng một tử cung nhưng có thể sinh cùng ngày hoặc khác ngày. Một hòn đá nằm lăn lóc ven đường bỗng trở nên nổi tiếng vì có khả năng chữa bệnh. Hòn đá này đã có hàng trăm năm và được người dân thôn Mỹ Hòa, xã Phù Lưu, Lộc Hà, Hà Tĩnh coi là báu vật của làng, có khả năng chữa khỏi bệnh tua lưỡi ở trẻ em. Một vài người dân thấy đá vô chủ bê về nhà, nhưng ngay sau đó đã phải bê trả lại chỗ cũ. Về xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, hỏi đứa trẻ con đến người già, ai cũng tường tận kể về phiến đá bí ẩn biết chữa bệnh tại thôn Mỹ Hòa. Thế chúng tôi đang mải mê xem phiến đá, cụ ông Phạm Văn Ngụ, 75 tuổi, ở thôn Mỹ Hòa, vừa đi chợ về, dừng xe đạp lại góp chuyện. Cách đây 2 hôm, có mấy nhà báo về quay phim chụp ảnh. Không chỉ nhà báo, mà trước đây, đoàn cán bộ y tế huyện về tìm hiểu xung quanh viên đá chữa bệnh, chúng tôi cũng không ngần ngại khẳng định hòn đá chữa lành bệnh là có thật. Phiến đá này tồn tại từ hàng trăm năm nay ở thôn Mỹ Hòa. Khi chúng tôi sinh ra, đã có hòn đá ở đây rồi. Nhưng cũng không biết ai là người đầu tiên phát hiện ra phiến đá này biết chữa bệnh. Khi tôi còn bé, thấy bố mẹ và người dân trong làng dùng dao cạo bột đưa về chữa cho trẻ em, vừa sinh bị tưa lưỡi, bỏ bú rất hiệu nghiệm. Hơn 70 năm nay, tôi chứng kiến rất nhiều trường hợp trẻ em trong làng bị bệnh tưa lưỡi đã được hòn đá chữa lành.
Không chỉ cụ Ngụ, mà đa số người dân trong làng khi được hỏi đều khẳng định phiến đá này chữa độc vị bệnh tư lưỡi. Chỉ chữa khỏi bệnh tư lưỡi cho trẻ con, còn các bệnh khác không hiệu nghiệm. Còn bà Nguyễn Thị Lan ở thôn Đông Châu 1, xã Phù Lưu cho biết, người dân ở đây quen cảnh người lạ vào làng. Đa số những người dân nơi khác đến đều để xin thuốc, trung bình một tuần có 5-6 lượt người từ xa đến. Cũng theo bà Lan, hòn đá này không ai quản lý, vì vậy những người đến lấy thuốc chỉ xin củ đá rồi cạo một ít bột đưa về. Để hiệu nghiệm, người đến xin thuốc phải bỏ lại 1.000, 2.000 đồng tiền lẻ. Số tiền này, bọn trẻ con trong làng đi qua lấy mua kẹo. Để rõ hơn câu chuyện bí ẩn này, phóng viên đã trao đổi với bác sĩ Võ Thị Bằng, trưởng phòng y tế huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. Bác sĩ Bằng cho biết, sau khi người dân xôn xao việc hòn đá biết chữa bệnh cách đây một năm, phòng y tế phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng huyện đã tiến hành xác minh và chứng thực các thông tin như sau. Hòn đá tại thôn Mỹ Hòa, xã Phù Lưu có đường kính 60cm, dài khoảng 30cm, có rất nhiều dấu cắt sâu cũ, mới khác nhau, có đế bằng xi măng do người dân đắp lúc làm đường bê tông. Cũng theo kết luận phòng y tế huyện Lộc Hà, đoàn đã tìm hiểu một số người dân tại thôn Mỹ Hòa, có con hoặc người thân trong gia đình đã từng mài bột để điều trị bệnh tư lưỡi ở trẻ nhỏ, như chị Phan Thị Hiền, 47 tuổi, có cháu cách đây 3 năm cũng mài bột đá để điều trị. Ông Phan Duy Kiệt, 67 tuổi, hội trưởng người cao tuổi xóm Mỹ Hòa, hòn đá chỉ có tác dụng điều trị tư lưỡi ở trẻ nhỏ, ngoài ra không có tác dụng điều trị bệnh nào khác. Khi trẻ bị tư lưỡi, đến mài lấy bột đá và trộn với nước, dùng tay là trên tư lưỡi, sau 2-3 ngày thì lành. Như vậy, việc chữa bệnh tư lưỡi của hòn đá ở thôn Mỹ Hòa là có thật. Trong quá trình tiếp xúc với người dân, phóng viên tiếp xúc với anh Phan Duy Trọng ở thôn Đồng Châu 1. Gặp chúng tôi ở đầu làng, anh Trọng hào hứng dẫn đường tới gần 1 km vào sâu trong đường làng nơi đặt hòn đá. Anh Trọng nói, biết các chú về đây là xin bột đá chữa bệnh, người dân ở đây không nỡ làm ngơ nên phải chỉ tận nơi cho các chú. Sau một hồi trò chuyện xung quanh công dụng hòn đá, thấy anh Trọng rất say sưa và tận tình giúp đỡ, chúng tôi ái ngại muốn bày tỏ lòng cảm ơn và trả chút xíu công anh đã hướng dẫn chỉ đường. Nghe vậy anh Trọng xua tay. Các chú xin bột đá làm thuốc cũng không mất tiền nữa là, chúng tôi không bao giờ lấy tiền người để lấy thuốc. Bây giờ còn có những người ở xa như Nghệ An, Quảng Bình, thậm chí tận ngoài Bắc cũng về đây xin thuốc. Người làng ai cũng vui vẻ chỉ dẫn. Chúng tôi tỏ ý băn khoăn khi người đến đông như thế thì không lâu nữa hòn đá sẽ không còn. Anh Trọng cười bảo, đối với người dân Phù Lưu, hòn đá này là lộc trời ban tặng. Thấy người đến lấy bột đá chữa lành bệnh là vui rồi. Vì lộc trời nên không ai cấm và cũng không ai lấy làm của riêng. Cũng theo anh Trọng, trước đây bọn trẻ con trong làng thấy hòn đá đẹp đưa về nhà, nhưng sau đó bố mẹ phải đưa ra đây trả lại. Và đặc biệt, sau khi phát hiện công dụng của hòn đá, một số người cũng đem đá về làm của riêng, nhưng sau đó gia đình không yên ổn, đành trả lại chỗ cũ. Hòn đá ở thôn Mỹ Hòa, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà có khả năng chữa bệnh là có thật. Việc chữa bệnh của hòn đá không mê tín dị đoan, số tiền ít ỏi của người dân bỏ lại mang tính đền ơn chứ không có ai trục lợi. Cách đây khoảng 6-7 năm, sau khi biết được hòn đá chữa lành bệnh có rất nhiều người đến lấy thuốc, một người đàn ông ở xã Thịnh Lộc, cách thôn Mỹ Hòa gần chục km, đến lặng lẽ đưa về nhà, nhưng sau đó không hiểu sao tự nguyện trả lại. Theo tìm hiểu của dân làng Mỹ Hòa, được biết lý do người đàn ông ở Thịnh Lộc liều lĩnh dám lấy hòn đá về là suy nghĩ gia đình khó khăn, chắc củ đá phù trợ, đưa về nhà bán thuốc lấy tiền, thoát cảnh nghèo khó. Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phù Lưu cho biết, nhà tôi ở ngay thôn Mỹ Hòa nên nắm rất rõ, việc chữa lành bệnh tư lưỡi của hòn đá là có thật. Sau khi lấy bột đá, người dân không cần hương hoa lễ vật mà chỉ bỏ lại vài ngàn đồng, số tiền này không ai thu mà chỉ lũ trẻ trong xóm thường nhặt. Nguồn gốc hòn đá có từ lâu đời, do nhiều người đến xin thuốc, nay hòn đá mòn dần, trước đây to rộng hơn 1 mét, nay chỉ còn 2 gang tay. Trước đây hòn đá được đặt tại miếu cây xanh, thời kỳ chiến tranh, ngôi miếu bị bom đạn phá, không còn dấu tích, nay còn lại hòn đá. Cũng theo ông Thanh, bột của hòn đá này chỉ chữa mỗi bệnh tư lưỡi và ai đến xin bột cũng được, không bị ngăn cấm và người dân ở đây cũng không thần thánh hóa viên đá. Tuy nhiên với người dân, họ coi phiến đá này là báu vật của làng. Có một điều hết sức bí ẩn là chỉ khi phiến đá này được đặt ở rìa đường trên vùng đất thôn Mỹ Hòa mới có tác dụng chữa bệnh.